Vâng, chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận thi đấu đầu tiên của đối đầu của game thủ Chim Sẻ Lê Đắng và game thủ Tiểu Hắc Mã trong giải đấu AOE Việt Trung 2017. Trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại. Và chuẩn bị xúc trận thi đấu đầu tiên thôi. Vâng, đang một liên tục rồi. Vâng, các bạn có cảm thấy sôi động không ạ? Các bạn có thể cho thấy cánh tay của bạn không? Vâng, như vậy trận thi đấu đầu tiên của đầu của Chim Sẻ Lê Đắng và Tiểu Hắc Mã, Pan và Kata thì phải. Vâng, mình thấy game thủ Chim Sẻ soi quân rất nhanh và chưa biết là game thủ Tiểu Hắc Mã cầm quân gì. Đây là trận thiếu đầu tiên mà Chim Sẻ đã thấy bầy yêu đầu cộng một con voi, một bài Parian đến từ game thủ Chim Sẻ Lê Đắng. Đây là bãi quả đầu dành cho game thủ Chim Sẻ Lê Đắng. Vâng, 4 cây, 5 cây, 6 cây như vậy, bãi quả đầu game thủ Chim Sẻ Lê Đắng là bãi quả đầu 6 cây mà thôi, không sao cả. Pan đã có một con voi và một bầy hiêu đầu, khả năng ở khu vực này sẽ là hai voi. Vâng, Pan đến từ game thủ Chim Sẻ Lê Đắng. 5 con dân ra và cho ăn bãi quả đầu. Một nền đất khá là ổn để cho game thủ Chim Sẻ Nắng ở gần với khu các bác ra đây, là khu vực khoảng 2,5 thôi. Đang sóc con dân thứ 6, một bài Panbrian. Và game thủ Chim Sẻ Nắng soi quân quá nhanh, tôi chưa kịp nhìn xem là quân của game thủ Tiểu Hắc Mã trong trận thiếu này là quân gì. Sẻ IP là 22.21. Một. Vâng, như vậy thì theo rất nhiều thông tin chim lợn báo về thì game thủ Tiểu Hắc Mã là người cầm Kata thôi. Pan đối đầu với Kata lợi thế quá lớn cho game thủ Chim Sẻ Lê Đắng trong trận thiếu đầu tiên của đối đầu với game thủ Tiểu Hắc Mã, và đang đưa con voi đầu tiên về với nhà chính nhà mình. Đó chính là hình ảnh của game thủ Chim Sẻ Lê Đắng. Vâng, vẫn có quá nhiều những cái ấn tượng với game thủ Chim Sẻ Lê Đắng trong cộng đồng AOE Việt Nam khi em đã phát triển phải nói là cực kỳ tuyệt vời ở trong những khoảng thời gian vừa qua. Một thần đồng đã từ rất nhiều năm rồi, phải 5-6 năm nay rồi. Chim Sẻ Nắng vẫn là một huyền thoại của AOE Việt Nam. Bây giờ là những bước đi dò đầu tiên của game thủ Chim Sẻ Nắng, một cánh rừng thông nơi sẽ đóng chiếc BS tuyệt vời cho game thủ Chim Sẻ trong trận đấu đầu tiên. Việc đối đầu với Katarian nó là khá đơn giản cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Vâng, mình xin thông báo với các bạn là hiện tại đang có rất nhiều người theo dõi trận thi đấu giữa game thủ Chim Sẻ Đi Nắng và game thủ Tiểu Hắc Mã. Vì vậy là hiện tượng giật lag thì mong tất cả quý vị khán giả có thể thông cảm và chúng ta có thể tập trung theo dõi trận thiếu này. Một bầy hiêu đầu có 6 con cho game thủ Chim Sẻ Nắng, và em đang lùa bầy hiêu đầu về sau khi đưa con voi đầu tiên về với nhà chính của nhà mình. Vâng, cứ tưởng rằng là đôi voi nhưng không, nó chỉ là một con voi lẻ mà thôi. Vẫn đang tiếp tục đi dò, giá như thấy một bãi quả phụ cho Chim Sẻ nữa thì là tuyệt vời. Vâng, cẩn thận sư tử, rất hay né được một đôi sư tử và chỉ phải phi một con sư tử mà thôi. Vâng, tình huống này thì sẽ giữ được dần, chuẩn luôn. Con dần vẫn còn sống. Bãi vàng gần với cánh rừng đầu có thể là nơi mà game thủ Chim Sẻ sẽ đóng một chiếc BS nhân đôi hay không. Không, như vậy chiếc BS này hơi khó để nhân đôi khi mà vàng ở hơi xa so với gỗ, hơi xa so với chiếc BS, và đổi ca cho con dân khác đi dò. Bầy hiệu đầu chuẩn bị về với nhà chính, chiếc BS đầu đang Chim Sẻ nhà thiết kế. Voi cũng đã ăn xong, dân Pan khai thác thực rất nhanh. Vâng, khai thác thực rất nhanh thì ở khai thác quả sẽ nhanh hơn. Những con voi mà đã, xin lỗi là những con hiêu đã được game thủ Chim Sẻ Nắng phi hơi lỗi một chút nhưng không vấn đề gì cả. Thêm một cánh rừng nữa cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Một bài Pan thì không cần nhiều rừng như thế này. Vâng, cần lắm. Đây rồi, vâng, đôi voi dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Đôi voi dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng nữa. Như vậy là một bài mà Chim Sẻ sẽ đánh với 3 voi, 7 hiêu đầu, 6 con. Vâng, con hiêu cuối cùng đã nằm tại nhà chính của game thủ Chim Sẻ Nắng, và bây giờ em tiếp tục đưa con voi thứ 2 về với nhà chính của nhà mình. Vẫn đang tìm không biết là bầy hiêu đồ thì game thủ Chim Sẻ sẽ đánh với bài bằng 3 voi và bầy hiêu 6. Và em vẫn quyết định đi dò thêm. Giá như tìm thêm được một voi nữa thì sẽ là tốt hơn, hay là một bãi quả phụ. Nếu như tìm được một bãi quả phụ thì lực sẽ rất bền dành cho game thủ Chim Sẻ Đi Nắng trong trận đấu đầu tiên đối đầu với game thủ Tiểu Hắc Mã. Vâng, như vậy là con voi quay đầu. Bầy hiêu đầu lùa về nhà chính đã gần hết rồi, và Chim Sẻ vừa Chim Sẻ Đi Nắng vừa kích đời ở khoảng 72x và vẫn đang đi dò cố gắng tìm thêm một bãi quả. Giá như tìm thấy được một bãi quả cho Chim Sẻ Đi Nắng thì sẽ là tuyệt vời hơn. Và con voi thứ hai đã nằm tại nhà chính của em, tiếp tục sẽ đưa con voi thứ ba về, và vẫn có một dân được cắt đi dò để tìm thêm một đồ ăn nào đó dành cho Chim Sẻ trong trận thiếu này. BB thiết kế thôi em ơi, đã thiết kế BB dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Dân chơi ở nhà chính khá nhiều, chú ý câu voi. Bãi quả đầu cũng đã hết, dân Pan khai thác quả cực nhanh, vẫn tiếp tục đi dò và chưa thấy thêm đồ gì ăn dành cho game thủ Chim Sẻ. Trận thiếu đầu tiên Chim Sẻ quyết định đánh với bài 19 dân. Vâng, đối đầu với Kata thì đơn giản thôi. Và 1L1P, nếu như lực khỏe thì sẽ là 2L bánh xe, không thì 1L1P lên bánh xe cũng được.
vẫn đang đi đập lô. Vậy là chim sẻ quyết định đi đập lô trong trận thiếu này. Hơi khoai khi có 3 voi rồi, đã lên đời. Vâng, BM. Ok, và đây là BL. Chim sẻ đang có ý định muốn khung khu vực nhà mình lại. Đi đập lô và vẫn chưa thấy gì ăn cả. Đây rồi, bãi quả rồi, ôi vâng. Cuối cùng thì cái gì cần cũng đã thấy. Bãi quả thì có game thủ chim sẻ nắng. Vâng, khai thác con voi về hơi muộn. Chính vì thế mà chim sẻ sẽ không thể kích đời luôn sau khi xây xong nhà điều kiện. Hơn nữa em lại chỉ cho một dân xây nhà điều kiện mà thôi. Dạ. Có, ok anh. Vâng, kích đời 10-25 dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Ok, bây giờ đã cho 4 dân ăn vàng. Sắp giò. Vẫn đang sắp giò. Ok, đã sắp được giò rồi. Chim sẻ có nhiều gỗ như này thì mình nghĩ chim sẻ sẽ ra ruộng. Khoanh ruộng ở khu vực chiếc BG này. Hoặc là ở nhà chính cũng được. Nói chung là nhà chim sẻ sẽ dùng một vài chiếc ruộng để có thể khung nhỏ nhỏ lại thôi. Đã có tình huống nâng công đến từ game thủ chim sẻ đến nắng. Tôi đã bảo rồi, sẽ khung ruộng ở chiếc BG này. Vâng, khung luôn cả bãi vàng, bãi gỗ. Vâng, vẽ ruộng rất chắc chiu để hở nguyên một khoanh để tí nữa con dân CBE kia xong sẽ kéo vào và xây nốt chiếc ruộng ở vị trí còn lại. Nâng giáp dành cho con giò của mình, đó chính là hình ảnh của game thủ chim sẻ nắng. Và đây là nhà của game thủ Tiểu Hắc Mã. Giò của Tiểu Hắc Mã đang đứng tại nhà. Có những con dân ăn hoàng, dân chơi đến từ game thủ Tiểu Hắc Mã và con sư tử này rất lầy đuổi theo con giò của game thủ chim sẻ nắng. Và đây là giò của game thủ Tiểu Hắc Mã. Giò của Tiểu Hắc Mã mới chỉ có giáp mà thôi. Giò của Tiểu Hắc Mã mới chỉ có giáp mà thôi. Chú ý con giò em ơi. Vâng, giò Tiểu Hắc Mã trèo lên dốc. Vâng, chỉ có giáp đối đầu, giò cũng giáp thì tuổi gì, chấp dốc luôn. Không cửa. Vâng, chim sẻ lại trèo lên dốc. Bây giờ thì giò Tiểu Hắc Mã đã gần chết rồi. Khả năng đã lên công giáp đầy đủ chưa? Một lạc đà, bánh xe. Vâng, chim sẻ quyết định chọn bài đánh 1L và lên bánh xe. Không biết em có thủ P hay không. Khả năng lên bánh xe sẽ chuyển sang những con cung L để bắn hù của game thủ Tiểu Hắc Mã. Một tình huống vẩy e đến từ game thủ chim sẻ nắng. Vẫn chưa kìm được con giò này đến từ game thủ Tiểu Hắc Mã. Tiểu Hắc Mã cũng đã lên đời. Tiểu Hắc Mã cũng đã lên đời xong. Bây giờ thì lạc đà của game thủ chim sẻ nắng đang kéo sang. Vẩy e không để cho giò của đội bạn phát hiện ra bãi ăn hoang. Chuẩn luôn. Con giò của game thủ Tiểu Hắc Mã đã phải nằm xuống và lạc đà chim sẻ đang kéo lên nhà của game thủ Tiểu Hắc Mã. Tiếp tục là 1L đều. Bánh xe đang được nâng cấp và chuẩn bị lên xong bánh xe rồi. Tham lai là 22/28. Đây là nhà bãi vàng và bãi gỗ của game thủ Tiểu Hắc Mã. Đã được bò kín. Nâng chặt gỗ đến từ game thủ chim sẻ nắng. Một con lạc đà bị mắc ở con vực. Đây là nhà chính và chim sẻ đang cắm giò. Cắm ship cho giò. Cắm cờ cho giò đi giò vòng quanh nhà của game thủ Tiểu Hắc Mã. Vâng, thế đi. Vâng, đâm y luôn. Uầy. Vâng, game thủ Tiểu Hắc Mã đâm y thẳng vào nhà game thủ chim sẻ nắng luôn. Không thủ phù. Vâng, xây A thì bánh xe đã lên xong nhưng mà vẫn chưa có BA để cho chim sẻ nắng có thể thủ lại những con y của game thủ Tiểu Hắc Mã. Một bài dâng y. Không biết là dâng y có đúng hay không. Nhưng mình nghĩ con y đi ở hướng này vào thì dâng y rồi. Vâng, nhà y của game thủ Tiểu Hắc Mã các bạn có thể nhìn thấy. Nhà y và nhà hù luôn. Một y một hù đến từ game thủ Tiểu Hắc Mã và nhà chim sẻ nắng. Và hù đang vẫy. Hù. Vâng, hù đen rồi. Chém ra lăn gối vậy. Vâng, bây giờ thì chim sẻ vẫn đang vẩy e để thủ lại bãi ruộng. Một dân của chim sẻ đã phải nằm xuống nhưng Tiểu Hắc Mã đang chưa có bánh xe. Và anh sẽ phải nằm xuống rất nhiều những con dân trong tình huống này. Sẽ rất nhiều những con dân của thủ Tiểu Hắc Mã sẽ phải nằm xuống trong tình huống này. Khi mà chim sẻ đến nắng đang chăn dân của Tiểu Hắc Mã. Và đứng những con lạc đà ở gần nhà BP cũng như nhà BI của game thủ Tiểu Hắc Mã. Và bây giờ thì chim sẻ mới đắp ra được một nhà BP, một nhà phù thủy để có thể hù lại những con đi của game thủ Tiểu Hắc Mã. Tiểu Hắc Mã đã chết rất nhiều dân rồi. Hơn chục dân của game thủ Tiểu Hắc Mã đã nằm xuống vẩy e để thủ lại cái khoanh ruộng và bãi gỗ cũng như bãi vàng của game thủ chim sẻ nắng. Y của game thủ Tiểu Hắc Mã vẫn đang kéo lên. Cần chú ý. Bánh xe thì đã có rồi, có cần vác dân ra đập những con phù thủy của game thủ Tiểu Hắc Mã hay không? Chưa thấy những bãi ăn hoang của game thủ Tiểu Hắc Mã đâu. Dân của Tiểu Hắc Mã kéo lên đây là rất nhiều. Vâng, đang vẩy e để đợi hù ra. Và chém vào bãi vàng của game thủ Tiểu Hắc Mã đã có một con phù. Vâng, phù được con y là tươi. Và chắc chắn sẽ phù được khi phù đứng ở trong và phù ra ngoài. Vẫn chưa phù được con y, rất khó. Vâng, cả phù thủy của game thủ Tiểu Hắc Mã đã ở đây. Chim sẻ cần chú ý trong tình huống này, cả phù thủy của Tiểu Hắc Mã đã ở đây. Vâng, phù được y thì game thủ Tiểu Hắc Mã lại phù lại luôn. Rất khó chịu. Bây giờ thì Tiểu Hắc Mã vẫn đang đâm y vào nhà game thủ chim sẻ nắng và chim sẻ nắng đã quyết định đóng một BA để thủ lại những con BI này. Vâng, bây giờ thì game thủ Tiểu Hắc Mã đang chọc vào nhà BS. Vâng, hu thêm được một con y nữa của game thủ Tiểu Hắc Mã, hai chiếc nhà BA và game thủ Tiểu Hắc Mã đã quyết luôn 1-0 cho chim sẻ đi nắng trong trận đấu đầu tiên ở thể loại solo random. Vâng, 1-0 cho game thủ chim sẻ nắng ở thể loại solo random.